Alo, 123, 123. Nay ngủ về trễ. Nhờ có mấy vị coi như là điện thoại, chứ còn không muốn quên quên thuốc luôn rồi. À, xin lỗi quý vị ha. À, xin Như Quang ơi, cho xin bài học. À, trước tiên kinh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, à, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. À, kính chào cô tu nữ Khê Ma. Mình chào Thích Như Quang, Thích Tịnh Lâm, Thích Diễm Nguyễn, à, Đạo Hữu Tâm Hạnh, Thích Mê Ta, Thích Kim, Thích Vô Biên và Thích Nguyên Hằng. Hôm nay chúng ta sinh hoạt cầu Phật ngôn 234 ha. À, cầu Phật ngôn 234. Câu này là kết thúc luôn à, những câu Phật ngôn kia, tức là nói về thân khẩu vẩy nha, nói về ba cái nghiệp. Đây là câu một kết thúc. À, bây giờ chúng tôi đưa lên câu Phật ngôn đó cho quý vị thấy ha, và chúng ta sẽ học câu Phật ngôn 234. Trước khi bước vào bài học này, à, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Vatanatayasa Vandami Vutho Mahesi Arahantathagato Lokutamo Như Lai giác ngộ Pháp Mẫu, Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói căng, tôi thượng vô chủ, trí năng vô lượng. Từ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi vô yết tá sát sát tu nô lô ca nam mạnh thá sa vi nà ca rô cô tập bà nhu bút tháp bà tí phù tí sanh nhá tù vành đà má hành tăng ná ra phù. Cái này giác tăng Pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màn của mình, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô vi số thô chú gắt tá sơ sa quắc khô thích ca chú ca mô quá ra thầm mắt thích khá khô nìn đà bất sẵn sa đi a na đá rô quá rô văn đà mắt hành tăng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn bậc đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa tiểu pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Na ta na ta ya te che na che kha me e tu wa tha nang ta sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na che cha tu tổ chin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật quy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Nha. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. À, bây giờ quý vị có thấy bài học không ạ? 234. À, quý vị có à, chết dùm bài học này đi. À, chúng ta ra ngoài rót một ly nước đã. Câu đầu tiên ca dê nó xong ngũ ta thì ra, ca dê nó xong ngũ ta thì ra,
Kaye na sang uta thi ra. Câu đầu tiên có ba từ ha. À, bây giờ quý vị chú ý ha. Chữ ca dê ná do cái từ ca giá ha, do từ ca giá, và nó là một danh từ gì đây? Chữ ca giá nó là một danh từ nam tính, akran tắc phùng linh gã. Nhưng mà đây chữ ca giá này, ca dê ná này, à, nó được chia theo cái gì? Cách chia thứ ba ha. Cách chia thứ ba e na ta thị gia khoa ti e có quá chân ha. Tức là sử dụng cách à, trong cái cách chia thứ ba số ít. Thì bởi cái thân này à, à, bởi cái thân này là sao nữa? Ca dê na sang vũ ta. Sang vũ ta là sự thu thúc ha. Chữ sang vũ ta, sang vũ ta, à, căn ngữ của nó là chữ quát, tiếp đầu ngữ của nó là chữ sang. À, sang vũ ta ở đây có ý nghĩa là đã được thu thúc, đã được thu thúc. Nhưng mà sang vũ ta này trong cái trường hợp này à, có tiếp tục ngữ sang ở phía trước là có nghĩa là tự mình hay là cùng à, và cái căn ngữ của nó là ngăn che cản trở à, nhưng mà Phật giáo thì dùng cái từ thu thúc à, dùng cái từ thu thúc là hay hơn ha. Rồi cái từ thứ ba thi ra, thi ra này chúng ta cũng biết rồi ha. Thi ra là bậc trí, những bậc trí, các bậc trí nó đứng trong cái cách chia thứ nhất, tức là chủ cấp bạch tham ma bà hú quá cho nó quỳ phát đi à. Cái này đúng rồi à, nên làm chủ cách, tức là những bậc trí, các bậc trí nha à. Như vậy thì cái câu đầu tiên này ca dê nó xong của ta thì ra các bậc trí đã được thu thúc về thân, các bậc trí đã được thu thúc về thân. Rồi câu số 2 Atho vajja yasang bhuta, Atho vajja yasang bhuta. À, cái câu này nhiều từ chúng ta đã học rồi ha. Rồi Atho rồi thì, Atho và rồi. Chữ Atho và rồi hay là rồi thì, rồi qua chà giá là khẩu, về khẩu à, sân vũ ta là thu thúc như vậy thì câu số 2 Atho vajja yasang uta và đã được thu thúc về khẩu và đã được à, và rồi đã được thu thúc về khẩu. Rồi câu số 3
manasa sang vũ ta thì ra manasa sang vũ ta thì ra chữ manasa do cái từ mana, mana là một danh từ trung tính ha, nhưng mà chữ mana đó được chia theo sử dụng cách số ít, có nghĩa là ta tỳ gia vị pháp tỳ câu quá chánh hạ. Như vậy thì ở đây manasa cũng bởi hay là bằng cái tâm, bởi hay bằng cái tâm, rồi sang vũ ta thủ thuộc là thì ra các bậc trí đã được thủ thuộc các bậc trí thì là câu số 3 manasa sang vũ ta thì ra các bậc trí đã được thủ thuộc về các bậc trí đã được thủ thuộc về và câu cuối cùng tê quê sapari sang vũ ta tê quê supari sang vũ ta tê quê supari sang vũ ta câu cuối cùng chị T là một đại từ do đại từ tá hả, nhưng mà ở đây là đứng làm chủ từ trong cái câu này. Chị T nó từ cái chị tá nó biến thành số nhiều, có nghĩa là họ hay là những người ấy, chị T là họ hay là những người ấy, mà họ hay là những người ấy đó ám chỉ rằng những bậc trí chị thi ra là một đại từ của chữ thi ra, họ hay là những vị ấy. Rồi chữ quê ha, chữ quê có nghĩa là quá nhiên thật vậy hay là đúng vậy, rồi cái từ này supari sang vũ ta chúng ta thấy tiếp tục ngữ đi phía trước một đống luôn, chữ su cũng là một tiếp đầu ngữ, pari cũng là một tiếp đầu ngữ, rồi chữ sang cũng là một tiếp đầu ngữ, chỉ có chữ vũ ta do căn ngữ qua chỉ có một chữ chính, còn bao nhiêu là những cái râu ria, những cái gia vị nó nằm phía trước. Su là một nè, khéo léo tốt đẹp ha. Pari là xuyên suốt, là xung quanh ha. Rồi sang là cùng, hoàn toàn, tự mình ha. Rồi chữ vũ ta do căn ngữ qua, có nghĩa là ngăn che, cản trở. Vậy thì ở đây sang vũ ta nó đứng làm chủ từ luôn ha, đứng làm chủ từ Bhatthama Bahu Vachana Vipatti, nó là sang vũ ta, nhưng mà ở đây sang vũ ta có nghĩa là đã được thu thúc, đã được ngăn che, đã được thu thúc
đã được ngăn chè, mà ai thu thúc ai ngăn chè các vị ấy, các vị ấy tức là các bậc thiện trí thức đó, họ đứng ra làm chủ tự. Như vậy thì cái câu cuối cùng này, Te ve suparisang vuta, Te ve suparisang vuta, đúng vậy, các vị ấy đã khéo thu thúc toàn diện. Đúng vậy, các vị ấy đã khéo thu thúc toàn diện. Khéo thu thúc toàn diện tức là cái chữ su ở phía trước là chữ chữ Pari nè, xung quanh tốt đẹp khéo léo xuyên suốt, rồi thêm chữ xăng này là hoàn toàn. Đề về su Pari xăng vũ ta, đúng vậy, các vị ấy đã khéo thu thúc toàn diện. Câu con 234, các bậc trí đã được thu thúc về thân và đã được thu thúc về khẩu, các bậc trí đã được thu thúc về ý, đúng vậy, các vị ấy đã khéo thu thúc toàn diện. Chúng ta xin lặp lại ha. Các bậc trí đã được thu thúc về thân và đã được thu thúc về khẩu, các bậc trí đã được thu thúc về ý, đúng vậy, các vị ấy đã khéo thu thúc toàn diện. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ độc đắc thế này: người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này. Người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này. Rồi còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu: bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã xong cái phần ngữ vận ha. Trong phần tự vựng có chỗ nào rắc rối? Alo. Như vậy thì chúng ta đi vào bài học ha. Đây đưa bài học ta nữa. Rồi, câu đầu tiên: ca dê na sằng vũ ta thi ra, ca dê na sằng vũ ta thi ra, ca dê na sằng vũ ta thi ra. Câu này có bao nhiêu âm tự? Sáu thì là bảy và ra là tám. Câu này có tất cả tám âm tự. Trong tám âm tự này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm
chữ ca là một, chữ dê là hai, chữ sân là ba, chữ ta là bốn, chữ thi là năm và chữ ra là sáu. Chính xác sáu trường âm. Trong sáu trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Trong sáu trường âm này nó nằm trong hai loại trường âm. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Chữ ca là một, chữ dê là hai, chữ ta là ba, chữ thi là bốn và chữ ra là năm. Đó là năm trường âm thông thường. Rồi âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn không có, không có trường âm nhấn ha. Câu này có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Chỉ có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó chính là chữ sân. Đó chính là chữ sân. Chữ sân là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi bây giờ xin mời Sister Man ha. Hôm trước thử âm thanh á, âm thanh để thử nói chuyện được hả? Rồi bây giờ Sister Man thử đưa cái bàn tay lên cầm cái micro ha. Rồi giải thích cái câu số 1. Alo. Chưa được hả? Chưa được thôi, để dành cho Sister Christina đi. Xin mời Sister Duyên câu đầu tiên. Câu đầu tiên bây giờ đưa bài học lên để thấy ha. Câu đầu tiên phân tích làm sao đây? Alo Sister Duyên ơi. Vô mà không mời lên nó khi dễ. Phải mời nha. Mời mà thật sự là khi dễ nó, cho nên mắc không lên, khổ thiệt. Rồi, câu đầu tiên phân tích sao đâu. Chốc bí rồi, đang làm nữa hả? Người bận chuyện này, người bận chuyện kia. Ai cũng bận hết. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Mời cô tu nữ Khe Ma đi. Lâu quá bây giờ cô Khe Ma chỗ tài cho bà con biết. Từng là làm trong ban điều hành của Rung Buddha Thamma thì chắc chắn rằng cô Khe Ma hôm nay sẽ chỗ tài cho bà con biết. Ca dê nó xong của ta thì là rồi xin mời cô Khe Ma một câu mà chỉ có hai loại trường âm thôi. Khó quá ha. Mời ba người, ba người, hai người có lý do, còn một người thì để suy nghĩ. Này suy nghĩ thấy con này cũng khó quá cho nên không đưa tài. Cô Khe Ma. Thì sao đây? Học cái này thì buồn quá phải không? Có một người lên tham gia, một người nói, còn bao nhiêu im lặng hết. Bây giờ hỏi Sư Kim, với cái trường hợp như thế này thì giải quyết làm sao? Alo, Sư Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con đâu có biết giải quyết làm sao đâu. Sư nói có một người sư cũng dạy, mỗi người có một ý. Con đâu có biết giải quyết làm sao đâu. Những người khác có những lý do họ không tham gia được, nhưng mà họ cũng vô đạo tràng cũng được rồi sư.
Ở bên con bây giờ mưa mưa tầm tã nguyên cả ngày, nó vừa mới dứt mưa luôn, nó vừa mới dứt mưa một chút thôi, một hồi nó sẽ mưa tiếp. Con không có biết, sư con không có ý kiến, con học thôi, sư sư dạy thì con học thôi. Con đâu biết giải quyết cái gì đâu, thì sư mời nhiều lần lắm, con không có lên. Mỗi người đều có cái lý do của họ hết, nhưng mà họ vô đậu tràng họ ngồi nghe là cũng được rồi. Tùy theo sư thôi, con không biết. Thôi để con phân tích cái câu này lại. Khaye na sang vuta thì ra, khaye na sang vuta thì ra. Kha là trường âm thường, dê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm ngắn. Oh no, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời, con không thấy một người nữa. Vú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, thi và ra là hai trường âm thông thường. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm thôi, trường âm ngắn không có, chỉ có trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một là sang, trường âm thông thường có năm là kha dê ta thi ra, đoạn âm có hai là ná và vú. Dạ, con đã phân tích xong rồi, con xin trả máy rồi à. À, sa thủ sức kiệm à, như vậy là một người cũng học không? Rồi cái câu đầu tiên cái dê nó sần của ta thì là sức kiệm đã phân tích à, có năm trường âm thông thường, chữ ca, chữ dê, chữ ta, chữ thi, chữ ra à, năm trường âm thông thường. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ sân, hai đoạn âm là chữ ná và chữ vú à, như vậy là câu 1 chị Kim đã phân tích xong ha. Đây bây giờ chúng ta qua câu số 2. Atho vaca yassang vutta, Atho vaca yassang vutta, Atho vaca yassang vutta. Câu số 2 câu số 2 và câu số 1 giống nhau hay khác nhau? Alo à, nếu mà giống thì quý vị cho một dấu hiệu à, khác thì cho một cái dấu hiệu a thù và chà giá sân quốc ta. À, giống nhau hay là khác nhau? Rồi, giống nhau khác nhau cũng không biết cho cái dấu hiệu thế nào ha. Thôi bây giờ hỏi câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Có bốn trường âm thông thường, chữ thô là một, chữ qua là hai, chữ cha là ba và chữ ta nữa là bốn. Câu này có bốn trường âm thông thường ha. Bao nhiêu trường âm ngắn? À, trường âm ngắn không có ha. À, giống nhau vì cũng có trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, rồi. Cái này giống nhau ha. Câu 1, câu 2 giống câu 1 ha. Như vậy cái chỗ giống á là bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một mà thôi ha. Chỉ có một mà thôi. À, đó chính là chữ sân. À, giống nhau tức là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm giống nhau. Và cái câu này có tất cả là 8 âm từ cũng giống nhau nhưng mà có một chút khác nhau. Quý vị thấy cái khác nhau có một chút thôi, là khác nhau chỗ nào? Rồi mời chị Kim phân tích cái câu số 2 khác câu số 1 chỗ nào. Rồi một người cũng học.
Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin phân tích câu số 2. Và cảm ơn cô Như Quan Cần. Đó cũng có một người cho con tín hiệu đó sư. Chỉ là cái này gọi là độc nhất vô nhị đó sư. Attho va cha dát sanh vú ta. Attho va cha dát sanh vú ta. Át là đoạn âm, thô là trường âm thông thường. Qua cha là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, sanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm gì có một ruồi, vú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Trong câu này có bốn, chỉ có hai loại trường âm thôi, không có trường âm nhắn. Trường âm thông thường có bốn là thô, qua, cha, ta. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một là chữ sanh. Câu số 2 nó giống hầu như y chang câu số 1, là nó có hai loại trường âm, không có trường âm nhắn, nhưng mà nó chỉ khác có một chút xíu là về đoạn âm và trường âm thông thường. Câu số 1 trường âm thông thường thì nó có 4, có 4 là kha, dê, ta, thi, ra, trong khi câu số 2 trường âm thông thường chỉ có 4 thôi. Câu số 1 trường âm thông thường có 5, câu số 2 trường âm thông thường có 4 là tho, qua, cha và ta. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm nó giống y chang, nó cùng có chữ sanh. Trường âm ngắn thì không có rồi, còn đoạn âm thì trường câu số 1 có 2 là chữ ná và chữ vú, và câu câu số 1 chỉ có 2 là chữ ná và chữ vú. Câu số 2 đoạn âm có 3 là chữ ác, chữ giá và chữ vú. Dạ, con xong rồi, con xin trả máy lại ạ. Như vậy là sư Kim phân tích chính xác ha. Nghĩa là hai câu này nó giống nhau về trường âm. Tức là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm nó khác nhau có một tí thôi. Tức là câu đầu ấy thì tới 5 trường âm thông thường ha. Câu số 2 này chỉ có 4 trường âm thông thường ha. Chỉ có 4 trường âm thông thường và nó chỉ khác nhau một chỗ. Đó chính là cái vấn đề đoạn âm. Đoạn âm bên kia 2, bên này câu số 2 tới 3, chỉ khác nhau một tí tí à. Nhưng mà nếu mà chúng ta chú ý thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy rõ hơn và cái giọng đọc của chúng ta sẽ ổn định hơn ha. Còn chúng ta cứ lơ là, ai sao tôi dạy, nhìn vô như đám rừng thì bảo đảm cho sao cũng đi lạc thôi. Rồi, câu 1, câu 2 chúng ta đã giải quyết xong. Ca dê nó sằng vũ ta thi ra áp thù và chà giá sằng vũ ta. Ca dê nó sằng vũ ta thi ra áp thù và chà giá sằng vũ ta. Ca dê nó sằng vũ ta thi ra áp thù và chà giá sằng vũ ta. Rồi, hai câu này đọc cho liên lạc nhau, không được nghỉ nơi chỗ thi ra ha, mà đọc liền một hơi. Ca dê na sằng vú ta thi ra áp thù và cha giá sằng vú ta. Nhớ nghe, không có dừng lại chỗ chữ thi ra, mà đọc liền một hơi cho đến chữ sằng vú ta. Làm được không? Ca dê na sằng vú ta thì ra ác thù ca ở qua cha giá sằng vú ta. Rồi mời sĩ kiềm. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc hai câu, câu số 1 và câu số 2 của Kinh Pháp Cú, câu 234. Không có ngừng lại, đến hơi đọc một lần luôn. Dạ con cảm ơn cô Như Quan Cần cho biết tín hiệu nghe rõ. Kha dê na sằng vú ta thi ra ác thô qua cha giá sằng vú ta. Kha dê na sằng vú ta thi ra ác thô qua cha giá sằng vú ta.
khai về na sằng vú tà thì ra ác thô và cha giá sằng vú tà. Sư tại sao phải đọc luôn một hơi vậy sư? Chữ thi ra cả hai hay là hai cái trường âm hết? Thì trường âm thì con có thể ngừng chữ thi ra mà sao phải bắt buộc phải đọc luôn một hơi vậy sư? Sư cho con biết được không? Dạ con xin cảm ơn sư và trả máy là. À, qua cái dòng đọc thì nghe lại thì coi chữ a thô đọc nghe giống như a thô ha. A thô thì chữ a này là một lãng âm, cho nên chúng ta đọc a thô thì nó là trường âm nhân. À, nó cái giọng đọc không mà nghe cũng dễ hiểu lầm. Hai câu nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. À, một câu á thì chúng ta coi như là nó tách trời ra và nó lạc lõng. À, bởi vì đọc á cho nó liền lạc, cho nó suôn sẻ với nhau, bổ sung ý nghĩa cho nhau, thì một câu của con bốn câu thì chúng ta phải cô quyển và cô động lại trong hai câu. À, dòng kinh dòng kệ gì cũng vậy hết á. À, chúng ta phải đọc có bố cục, người ta nghe người ta hiểu. Chứ giống như cái chỗ mà chấm phết đó, mà chúng ta coi như đọc liên luôn, à, nghe là không dừng lại thì ý nghĩa làm sao? À, nghe câu tiếng Việt Nam hả? À, ông hiệu trưởng cái ngày mà nhập học á, rất là hùng hồn, à, rất là chứng chạc, mặc áo vest, mang mắt kiến, coi như là chuẩn bị rất là long trọng ha, buổi lễ khai mạc, dẫn dạc ra hiệu lệnh cho học trò về nội quy, cầm giấy đọc ha, chứ không phải là nói là nói miệng. Nam sinh bỏ áo cho quần nữ sinh, mặc áo dài, thì sao? Nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài. Nghe mà ông ta đọc, nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài. À, chấm phết rõ ràng, nó có cái mệnh đề, cái câu cú của nó. À, thì bây giờ hai câu nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. Mà bây giờ chúng ta ngắt đoạn ra, nam sinh bỏ áo trong quần, nữ sinh mặc áo dài, nghe được không? Nghe không được thì học câu số 3. Manasa sang vũ tà thì ra. Manasa sang vũ tà thì ra. Manasa sang vũ tà thì ra. Nhớ ôn câu số 3 phải chú ý lại chữ á thô, chứ không ta đọc á thô nghe. Câu số 3 này với câu số 2, câu số 1 à, có điểm nào khác biệt? Rồi mời xích game luôn. Hôm nay học người thôi ha, học nhiều người quá bị rối độ hình ha. Con thiệt là vui đó nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. À, con xin phân tích câu số 3 của Kinh Pháp Cú, câu 234 à. Manasa, manasa, sằng vú tà thì ra. Manasa, sằng vú tà thì ra. Má, ná là hai đoạn âm. Sa là trường âm thông thường. Sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Để chấm hơn một lùi cho nó rõ hơn chút nữa. Đây. Vú là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Thi ra là hai trường âm thông thường. Câu này có hai loại trường âm thôi. Trường âm thông thường là sa ta thi ra. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là sang. Trường âm nhắn không có. Đoạn âm là má ná vú. Câu số 2 này nó giống y chang cái câu số
Ê, con xin lỗi, câu số 3 này nó giống y chang câu số 2. Nó chỉ có hai loại trường âm thôi. Trường âm thông thường đều có 4, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 1, mà cùng một chữ nó là chữ xăng. Trường âm ngắn không có, đoạn âm thì có 3 chữ: má, ná, vú. Nó chỉ khác chút xíu chứ câu số 1 thôi. Câu số 1 thì nó có 5 trường âm thông thường và nó chỉ có hai đoạn âm thôi. Cả ba câu đều là có 8 âm từ. Vậy con nghĩ rằng câu số 4 nó cũng có 8 chữ âm từ luôn. Và con xin đọc lại ba câu luôn một lần á. Khà về na sằng vú ta thì ra át hồ quà chà giá sằng vú ta ma na xà sằng vú ta thì ra khà về na sằng vú ta thì ra át hồ quà chà giá sằng vú ta ma na xà sằng vú ta thì ra khà về na sằng vú ta thì ra át hồ quà chà giá sằng vú ta ma na xà sằng vú ta thì ra. Dạ con làm xong rồi, con xin trả máy lại, con có file xin sư sửa. Alo, câu 1, câu 2, câu 3. Ba câu này cũng là một giọng thôi. Trường âm thông thường cũng cũng giống như câu 1, câu 2, câu 3. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có hai loại trường âm mà thôi. Nhưng mà cũng do một người đọc lên. Vậy thì còn câu số 4, tê quê bà biết sằng vu ta làm luôn, mời chị kèm câu số 4. Dạ con xin chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử một lần nữa. Con làm luôn câu cúng cuội này, ý nghĩa câu cuối cùng của kinh Pháp Cú câu 234. Tê quê Subari sang vú ta, tê quê Subari sang vú ta, tê quê Subari sang vú ta. Tê quê là hai trường âm thông thường, su bá rí là ba đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Câu này chỉ có hai loại trường âm. Trường âm thông thường có ba là tê quê ta, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là cũng chữ xăng, và trường âm ngắn không có, đoạn âm có 4 là sú bá rí vú. Cái câu này ngộ, câu pháp cú này ngộ sư. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có một chữ mà cũng một chữ xăng thôi. Thần kỳ thiệt á, Đức Phật làm hay thiệt cái sư. Con thấy câu số 4 này nó giống y chang ba câu trên, là nó chỉ có hai loại trường âm thôi, là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và nó đều là cả bốn câu này đều có 8 âm từ hết. Nó chỉ khác nhau, cả bốn câu này nó đều không có trường âm ngắn, nó chỉ khác nhau về trường âm thông thường và đoạn âm là cái số lượng của nó. Có câu thì nó có 5, có câu thì nó có 4, có câu thì nó có 3. Đoạn âm thì có câu có 2 chữ, có câu có 3, có câu có 4. Mấy câu này nó cũng đơn giản, nó cũng không có khó đọc cho lắm. Dạ con làm xong rồi, con xin trả máy rồi ạ. Alo, làm như vậy là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta phải gom lại câu số 3 và câu số 4 để cho nó liên lạc với nhau ha. Câu số 3 và câu số 4 sau khi phân tích xong xuôi hết rồi thì cái giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta. Manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta. Manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này rồi khi đó chúng ta mới bắt đầu
đọc đã nguyên bài ha. Và hôm nay giao cho Sĩ Kim ha, với một câu Phật ngôn thường thường chúng ta đã học. Và bây giờ Sĩ Kim bây giờ coi như đọc sao mà coi như cho sai đi, để cho bà con thấy ghét lên sửa ha. Rồi mời Sĩ Kim. Trời ơi, sư sứ dạy không à, đọc chúng không còn chưa xong nữa, đọc sai thì dễ ẹt thôi, lơ tơ mơ không chú ý là đọc sai rồi sư ơi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Một lần nữa con biết tại sao không ai lên học hết, im lặng. Hồi nãy con vô sớm con thấy im lặng quá, con tưởng máy con hư, con đánh lên bữa nay sao đậu chàng im lặng vậy, cũng không ai trả lời hết. Con đi chạy ra, con chạy vô thì con thấy chắc đậu chàng không muốn trả lời thôi. Sư, sau khi mà con đọc này xong á, sư giải thích giùm con đọc sách á, con thấy canh 1, canh 2, canh 3 con không hiểu, canh 1, canh 2, canh 3 của một ngày của ngày xưa mà nó mấy ông ngày xưa kêu á, có thể là canh 1 là từ 1 giờ đến 4 giờ và canh 2 từ 5 giờ đến 8 giờ và canh 3 là từ 9, 10, 11, 12, đúng không sư? Cái đó là con hỏi thêm thôi, sư đừng có la con, tại bữa nay không ai lên hết, chắc có nhiều thì giờ lắm, con hỏi vậy đó. Thôi để con đọc Kinh Pháp Cú câu 234, con không dám đọc sai đâu sư ơi, ráng đọc cho chúng không xong nữa, còn đọc sai nữa. Và cảm ơn cô nhân quan trần đã chứng hiệu. Kha ye na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta kha ye na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta kha ye na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta kha ye na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta kha ye na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we supari sang vu ta. Bạc chí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai xin sư sửa, con xin trả máy lại cho người khác à.
Dạ, con thấy Superman lên mà không có ấy được, thôi để con xin phép con lên trước rồi à. Rồi con đọc bài trước rồi để con chỉ lại cái cho Superman lên mic luôn. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Con Đức, kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Sao nó bị cái chỗ đây em thấy được. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 234. Ca dê na sang vú ta thi ra a thô và cha giá sang vú ta ma na sa sang vú ta thi ra tề quê số bá rí sang vú ta. Ca dê na sang vú ta thi ra a thô và cha giá sang vú ta má ná xà sằng vú tà thì ra tề quê xú bá rí sằng vú tà. Cà dê ná sằng vú tà thì ra á thô và cha giá sằng vú tà má ná xà sằng vú tà thì ra tề quê xú bá rí sằng vú tà. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ủa, không biết con nói đạo tràng có nghe không mà sao thấy im lặng như ta. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, Sid the Man. Cái chỗ mà cái bảng mà tham gia chờ là giơ tay được rồi, đúng không? Khi mà xích nhắn vào cái chỗ giữ để trò chuyện á, nhắn vào rồi gạt lên một tí mà nó hiện sang màu đỏ, mà nó hiện lên là dừng để trò chuyện, là lúc đó là mình mới lên mic được. Còn không mà nhắn vào mà không có gạt lên á là không có lên mic, là lên rồi nó bị rớt xuống, lên rồi nó bị rớt xuống hoài à. Xích lên thử nha. Rồi con xin gửi mic lại đạo tràng. Alo, alo. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Bậc bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Kha dê na samvitta thi va ato va cha ya samvitta thi manasa samvitta thi ra tv subari samvitta. Kha dê na samvitta thi va ato vajaya samvitta manasa samvitta thi ra tv subarista.
Alo, 123, 123, kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Hình như Đại Đức Pháp Trang đang ở bên Ấn Độ hả? Sĩ Tâm Pháp cũng vậy, phải không? Tại vì đang cái kỳ mà coi trùng tụng Tam Tạng Pali. Hình như thấy hình của Đại Đức Pháp Trang, Sĩ Tâm Pháp mà không biết có phải không? Hiện giờ quý vị đang ở Ấn Độ, chắc đang gặp cô Nhật Quỳnh đó ha. Rồi, hôm nay sao cái vị này đâu là lạ mà đến sao mà đọc một hơi nghe ao ao vậy? À, cái từ men này nè, quý vị thấy đọc liên tục luôn, không có nghỉ. Mới mà sao mà rõ ràng mà nắm vững trường âm đoạn âm sao mà đọc ro ro vậy nè. Alo, Đại Đức Pháp Trang, sao mà té lên rớt xuống vậy? Ở Đức hả? Hỏi sao mà thấy mấy hình ảnh đưa lên tưởng ở bên bên Ấn Độ nha. Còn Đại Đức Pháp Trang thì sao? Alo, Đại Đức Pháp Trang, sao vô cái là bị té rồi? Lâu quá, Đại Đức Pháp Trang đến với Pháp hội tôi thỉnh Đại Đức Pháp Trang có ý kiến ý còn sao nha. Nếu mà ở Ấn Độ thì coi như chia phần phước đó đến cho bà con tùy hỷ nha. Người ta đi không được, người ta cũng buồn lắm. Rồi, trời ơi, chạy vô, chạy ra. Để nó có tan thử âm thanh coi sao. Alo, sao mà kỳ cục vậy nè? Là giống như chơi trò chơi cú bắt vậy nè. Mời cái là té. Mà không mời thì coi như là lại ở trong room lâu hơn một tí. Khổ thiệt. Lý do là sao đây không biết nè. Hôm nay xích thua biển ha, xích tường mai nè, xích kim ha. Rồi còn ai tham gia để mà sinh hoạt nữa không? Đọc về cái dòng kinh ca về nó sằng vũ tà thi ra áp thù và cha giác sằng vũ tà Manasa sằng vũ tà thi ra tê về su pa ri sằng vũ tà. Quý vị nhớ đọc chậm, đọc một lần hai câu nha. Ca ye na sằng vũ tà thi ra áp thù và cha giác sằng vũ tà Manasa sằng vũ tà thi ra tê về su pa ri sằng vũ tà. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư ba nghiệp, khéo bảo vệ. Rồi Đại Đức Pháp Trang nghe rõ quá, thôi thỉnh bàn tay của Đại Đức Pháp Trang có đôi lời với đạo tràng chứ. Đại Đức coi như cái bỏ cái luân này, đi đâu lâu lâu mới ghé lại thì bây giờ phải nghe tiếng nói đã. Rồi thỉnh Đại Đức Pháp Trang nha. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangha. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong room. Con đã lâu con không có vào đạo tràng á ngài, từ hôm lễ giáng y tới giờ thì cái máy con đem đi dẹp luôn, thành ra bây giờ con mới có gắn máy vô để con điều chỉnh, nãy giờ nó bị trục trặc. Giờ thì bây giờ thì đọc câu pháp cú số 234. Giờ con xin phép được đọc câu pháp cú số 234. Giờ không biết con bỏ lâu quá mà giờ con không biết nhìn có đọc chạy không đây. Giờ bây giờ con xin phép được đọc câu pháp cú số 234.
cha về na sang vô ta thề ra á thổ và cha giá sang vô ta ma na sa sang vô ta thề ra tề về số pari sang vô ta cha về na sang vô ta thề ra á thổ và cha giá sang vô ta ma na sa sang vô ta thề ra tề về số pari sang vô ta cha về na sang vô ta thề ra á thổ và cha giá sang vô ta ma na sa sang vô ta thì về suparisang buta bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Và bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu: cha về na sang buta thì ra atho và cha ya sang buta manasa sang buta thì ra te về suparisang buta bậc người không biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này. Và bản dịch của hòa thượng Giới Đức: dạ, sao tiếng Việt mà con đọc nó cứ dốc quá. Dạ, bây giờ con đã đọc xong rồi bạch ngài, giờ con kính dâng mít lại cho ngài. Dạ. À, con xin kính dâng mít lại cho ngài, ngài đi rồi, ngài đi đâu mất tiêu quá. Sàn thủ để Phật cha âm thanh rất là tốt à. Như vậy là cái máy này cũng máy xinh ha, cho nên là cái giọng nói rõ ràng ha, rồi giọng đọc trôi chảy ha, không có gì để mà nói trong cái room này. Thấy chỉ có một mình Sít Kim là ngưỡng mộ ha. Rồi tặng quà rất là nhiều, và thời gian mà Đại Đức Pháp Trang vắng mặt trong cái room này vẫn chính là Sít Kim là người ngưỡng mộ hay nhắc đến Đại Đức Pháp Trang. Biết sao sống chết sao mà lâu quá không thấy vô trong room này ha. Thì với cái câu Phật ngôn 234 để Đức Pháp Trang có phương pháp nào để sinh hoạt cho nó linh hoạt hơn, cho nó có vẻ là coi như là sôi động lên ha. Rồi để Đức Pháp Trang có nhờ các vị chư thiên hỗ trợ nữa thì tuyệt vời quá ha. Tức là tại phương pháp của anh Đại Đức Pháp Trang với câu Phật ngôn 234. Hôm nay thay đổi không khí ha. Rồi âm thanh tốt nè, máy tốt nè, rồi bây giờ sức khỏe cũng tốt nè. Rồi con thỉnh được Đức Pháp Trang câu 234 để Đức lấy ý nghĩa câu Phật ngôn này trong cái dòng tụng này, dòng kinh này, dòng kệ nè, rồi ý nghĩa của câu Phật ngôn này để được làm sao mà để đợi cho đạo tràng quán hỷ hưởng ứng đó là điều mà chúng tôi trông cậy nơi sức khỏe sức trẻ, mà người ta nói là hậu sinh khả quý nha. Rồi bây giờ nghe là đã gọi là kệ thì sao cũng được hết á, kệ không được cũng được nữa, mà miễn sao cái tinh thần tham gia ha, để đạo tràng nó hoan hỷ phấn khởi. Ở trong này thì đệ tử của Đại Đức Pháp Trang cũng có mấy người luôn theo ủng hộ sư phụ này ha. Rồi giống như Đại Đức nghĩ rằng đây là một cái vị trí để mình hướng dẫn người học trò, những người học trò của mình. Rồi bây giờ Đại Đức Pháp Trang thể hiện cái vai trò của một sư phụ đối với các vị đệ tử của mình ha. Rồi cung thỉnh lại Đức Pháp Tràng trở lại đạo tràng, mình hãy trước tiên đưa bàn tay nhé. Và cái kiểu mà nhảy lên chụp mic là thấy mệt lắm, nhiều khi chúng tôi rất mới còn nào không hay. Rồi thỉnh bàn tay của Đại Đức Pháp Tràng: thời gian qua Phật sự đa đoan ha, hôm nay đến với đạo tràng chắc chắn rằng thời gian rảnh rỗi nè, có máy mới nè, rồi bây giờ có đệ tử ở trong room nữa nè. Rồi bây giờ
để Đức Phật Tràng sẽ hướng dẫn cho những vị đệ tử của mình ha, cái phương pháp tu tập theo câu Phật ngôn 234 như thế nào ha. Rồi xin cung thỉnh để Đức Phật Tràng. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Ca ạ. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ Sĩ Đức cùng tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào với tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ, đã lâu rồi chúng con không có vào trong đạo tràng. Thì hôm nay chúng con vào ngày này ngày ép vào ngày. Dạ. Giờ thì chúng con vừa vào trong đạo tràng thì sự thì câu Pháp Cú số 234 thì nói lên Đức Phật ngày dạy về cái sự tu tập về chúng ta khéo bảo vệ về ba nghiệp, tức là chúng ta bảo vệ về thân, tức là về cái hành động, về cái lời nói và về cả cái tâm tư, tức là về cái thì ở đây thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ có nghe con nói không ạ?
Con thấy không có ai hết, con còn 10 phút nữa rồi con làm. Cho con trả bài ạ. Kayena Sanguta Thira Atho Vachaya Sanguta Manasa Sanguta Thira Dewe Supari Sanguta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo, bảo vệ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kayena Sanguta Thira Thira Atho Vachaya Sanguta Manasa Sanguta Thira Dewe Supari Sanguta. Người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lành, khéo thay bảo vệ ba sanh nghiệp này của Hòa Thượng Thích Giới Đức. Dạ đà, con xin xuống mít, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang và đạo tràng. Con xin sám hối vì con làm á, cho nên nhiều khi con không có trả lời được, với lại con không có bắt máy để mà trả bài. Mong quý vị thông cảm. Khi nào rảnh thì con sẽ cầm mic và con sẽ trả bài và con sẽ chit chat ạ. Thank you very much. Con xuống mic. Sa thủ sa thủ dịch duyên ha, dịch Kachina là cũng còn cái tâm phân biệt phe ta phe địch ha. Khi mà thấy Thích Minh Tấn đưa tay lên đọc cái giọng bình định ha, rồi cái đại đức Pháp Trang cũng là trụ trì chùa Phước Quang ở Bình Định ha, rồi bị trở ngại là sĩ viên đưa tay lên đó là hỗ trợ cho phe ta ha, người đồng hương mà lâu quá nghe đọc cũng cũng trôi chảy quá ha. Quý vị thấy sĩ Christina thấy giọng đọc thấy cũng trôi chảy không có bị bóp chỉ có cái chữ thi ra, có chữ đọc thi ra, nhưng mà rồi cũng chỉnh sửa lại chữ thi ra bậc ký mà mình đọc đúng là bậc ký à, khi nào đọc sai á mới không phải là bậc ký nhưng mà xích gian lâu ngày bây giờ lên chỗ tài làm bà con cũng giật mình, những vị khác mà chưa đọc, những vị khác mà còn run á nè, hãy hãy bắt chước cái gương của xích duyên ha. Chúng mình dạng đưa tay lên mình trước tiên là mình là bảo vệ cho người đồng hương ha, nhất là Sư Minh Tấn ha, rồi có luôn cả cô tu nữ Phúc Hạnh ở tại chùa Phước Quang nữa. Rồi bây giờ Đại Đức Pháp Trang bây giờ ổn định chưa? Hồi nãy khoe cái máy mới mà sao mà cứ chạy chạy ra rồi lấy trấn chạy vô, làm đạo tràng thấy hồi hộp quá. Bây giờ để Đức Pháp Trang cầm lại micro ha, rồi đưa tay lên đàng hoàng coi, nãy cứ chạy ra chạy vô hoài Rồi thỉnh là Đức Pháp Trang tiếp tục ha. Đương nói hay vậy cái tự nhiên ba đây. Rồi thấy bàn tay đẹp ba, xin cung thỉnh.
Alo, 123, 123. À, xin quý vị hãy giữ cái tâm nhắn lại của mình để mình nhìn vào trong đạo tràng này và hãnh diện rằng trong các cái room Phật giáo không phải là với cái số lượng này là không bao nhiêu người ha. Với cái số lượng 14 người này á, là một cái số lượng mà quý vị biết rằng đó là một số lượng đông chứ không phải là ít. Trong các room Phật giáo thì đứng đầu là cái room sinh hoạt giáo lý Phật giáo Hòa Hảo 1, à, số lượng chỉ có 25 người. Và Phật giáo Nam Truyền của chúng ta 14 người, 14 người đứng hạng nhì ha. À, trong khi cái room mà cuối cùng là Phật Pháp Bạc Lị Thế Gian Pháp chỉ có 2 người mà thôi. Vậy thì chúng ta đứng hạng thứ 2 trong các cái room Phật giáo, đó là một điều chúng ta cảm thấy hãnh diện ha. Vậy thì chúng ta hãy nhắn lại với cái room này do cái giọng nói để chúng ta tu tập à, mà quý vị cầm được micro, đó là một diễm phúc, một hạnh phúc. Khi cầm được micro, quý vị mới bày tỏ được tâm tư nguyện vọng, quý vị mới nói lên cái sở học của mình, đúng hay là sai, tà kiến hay là chánh kiến. Và chúng ta im lặng để chấp nhận, để phán đoán, để nhận chân cái sự thật qua lời nói. À, cho nên những cái vị nào mới thì hãy mạnh dạn lên, cố gắng à, áp dụng như thế nào để mình cầm được cái micro, và đúng hay sai khi mình đọc không quan trọng, mà cái sự nhiệt huyết của quý vị trong sự tu tập để thể hiện cái câu Phật ngôn này qua cái giọng nói của mình à, à, cái sự thành tâm của quý vị à, đây bảo vệ cả tâm tư, tức là chê tên a hăng phí cầu quê cầm mong quá đà hàm biết à, cái sở hữu tư của quý vị hay là cái tác ý của quý vị ở đây mới là quan trọng à, thì khi mà quý vị đến với đạo tràng hãy cố gắng cầm được micro và đi vào chuyên đề của câu Phật ngôn này, dù là thân, dù là khẩu, dù là ý, thì ba cái nghiệp này chúng ta hãy so sánh và chúng ta hãy bảo vệ ba cái nghiệp thân, khẩu và ý của chúng ta, nhất là cái ý nghiệp. Và thì bây giờ chúng ta sinh hoạt để rồi cái thời gian mà chúng ta thảo luận, như khi nãy Sĩ Kim có thắc mắc hỏi à, ba căn ha, rồi ở nước ngoài ở các nơi thì nói ba căn, còn ở Việt Nam mình thì nói đêm năm căn ngày sáu khắc, nhưng mà căn một, căn hai, căn ba, căn bốn, căn năm hay là căn gì nữa. Nhưng mà Sĩ Kim phải biết rằng cái căn ma là đúng lúc đúng thời, chứ còn khi nãy nó ba canh, nó năm canh, cái chuyện để hoàn bên. Khi nào mà chúng ta sinh hoạt cái này tới cái lúc mà chúng ta canh ma để chúng ta hỏi, cái đó mới quan trọng ha. Rồi bây giờ học tiếp nha. À, bây giờ chúng ta ôn lại trong cái dòng kinh. Cà dê ná sẵn vũ tà thì ra á thù và chà giác sẵn vũ tà Manasa sang vũ tà thì ra tê quê Supari sang vũ tà. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai, ca dê na sang vũ tà thì ra a thô và chà yết sang vũ tà Manasa sang vũ tà thì ra tê quê sang vũ Supari sang vũ tà. Bị bóp đọc lại, ca dê na sang vũ ta thi ra a thu wa cha ya sang vũ ta manasa sang vũ ta thi ra te we supari sang vũ ta. Như vậy trong cái dòng kinh này quý vị chú ý với hai dòng đọc. Dòng đọc đầu tiên chúng ta dừng lại chữ cuối cùng câu số 2,
chữ Sanguta, dừng lại chỗ đó bởi vì nó là trường âm. Còn cái cách đọc thứ hai là chúng ta đọc thẳng một hơi. À, chú ý về giọng kinh là như vậy ha. Rồi bây giờ ở trong đây có một số các vị áp dụng đúng, nhưng mà có một số các vị đọc hơi bị hụt hơi. À, tức là cái hơi của quý vị chưa có điều tiết nó ổn định, nhưng mà bảo đảm một thời gian quý vị sẽ đọc hay hơn chúng tôi ha. Bảo đảm thời gian nữa quý vị cố gắng sẽ đọc hay hơn chúng tôi. Quý vị trên YouTube có thể coi tại Bồ Đề Đạo Tràng, cái giọng Bali được thể hiện qua từng quốc gia. Ở tại Bồ Đề Đạo Tràng thì năm nay Việt Nam đăng cai lần thứ 15, có ngài Giác Giới chủ trì, thượng tọa Giác Đẳng, rồi một số các vị chư tăng lớn cũng tham gia, và phái đoàn của Việt Nam rất là hoành tráng, rất là đông. Thì quý vị hãy so sánh cái giọng Pali của mỗi nước, mỗi quốc gia, người ta đọc rất là chuẩn, tức là trường âm, đoạn âm rất là rõ ràng. Tuy nhiên chỉ có một nước, đó là Campuchia, cái giọng Pali của họ nó đọc theo giọng Thammayut chứ không phải Mahanikaya. Ở tại Campuchia cũng có một cái trường phái gọi là Mahanikaya, trường phái Thammayut. Thì cái trường phái đó họ đọc cũng giống hệt như chúng ta, nhưng mà còn cái phái mà Mahanikaya thì họ đọc chữ A thành ra chữ Ia, chữ A thành ra chữ Ia. Đó là một sự khác biệt. Nhưng mà về trường âm, đoạn âm thì họ đọc rất là chuẩn. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng để rồi khi chúng ta có căn bản rồi mới hòa nhập được với các nước quốc tế, và chúng ta có một sự nhận định để biết rằng mình đọc trường âm, đoạn âm như vậy đúng hay là sai. Đúng hay sai do chính quý vị gọi là tự nhận định, chứ không phải nói rằng chúng tôi hướng dẫn cho quý vị như vậy là đúng hoàn toàn, không có. Mà trong cái sự học thì chúng tôi đến với quý vị chẳng qua cá nhân của chúng tôi cũng học hỏi nên quý vị. Quý vị đừng nghĩ chúng tôi là một ông sư, tức là cái gì cũng phải biết, cũng phải giỏi, không có đâu. Học cho tới khi mình chết mình vẫn thấy mình ngu. Nghe đừng có nói vỗ ngực sinh tên, tôi là cái rốn của vũ trụ, cái gì tôi cũng biết hết. Càng ngã mạn bao nhiêu chúng ta càng té đau bấy nhiêu. Rồi bây giờ ổn định lại ha. Giọng kinh chúng ta đã thông qua được chưa? Còn có ai muốn lên đọc nữa không? Hôm nay nghĩ rằng có một mình Sít Kim thôi, ai ngờ còn có Sít Duyên ha, Sít Đồng Man ha, rồi Sít Minh Tấn nữa. Như vậy là 3-4 người tham gia, vậy là thấy tuyệt vời rồi. Sít Tâm Pháp bây giờ cũng khuya lắm rồi nhưng mà cũng còn thức nữa nè. Rồi Sít Đồng Man có ý kiến xin mời. Dạ, cho con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 234, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Người khôn biết chế phục thân, chế ngăn lời nói do sân ác hành, thu thúc tâm ý trong lòng, khéo thai bảo vệ ba sanh nghiệp này. Kha Dê Na Samvutta Thi Đa Atho Vapcha Ya Samvutta
Manasa Samvutta thì ra tề về Suvari Samvutta. Con xin đọc thêm lần nữa. Khà về Na Samvutta thì ra Atho Vajja Ya Samvutta. Manasa Samvutta thì ra tề về Suvari Samvutta. Dạ con xin hết. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sister Man này giống như ở đâu trời rớt xuống hả? À, chưa bao giờ nghe là cả nhà đến đạo tràng của chúng ta đọc qua lần nào hết. Nhưng mà bây giờ đưa tay cái đọc vào vào. Đọc xong rồi thấy quan hỷ quá, cầm luôn micro, ha, không chịu thả nữa. Có nhiều người sợ cái micro này, có mũ, tức là có cái độ dính ghê gớm lắm, cho nên sợ cái micro. Anh đọc xong rồi không chịu thả mic. Tại vì sao mà không chịu thả mic, quý vị biết không? Đọc hay quá, đọc cái giọng rất là chuẩn. Mà quý vị thấy là có bao giờ ở trong tâm của chúng ta nghe Sister Man đọc chưa? Nhưng mà hôm nay cầm được mấy rồi đọc quan hỷ quá, không thèm thả. Quý vị thấy đây là một hiện tượng lạ, một cái điều đặc biệt của cái room này. Tức là khi mà đọc trôi chảy, khi đó mới cầm mic đọc. Còn bình thường là ngồi dưới nghiên cứu, ngâm cứu. Khi nào mà xuất chiếu là chúng ta chạy không chịu. Xà thủ thì còn mang ha. Thế vì thấy Sít Kim là người mà có như tặng hoa nhiều nhất á. Rồi, dòng kinh chúng ta đã đọc xong ha. Bây giờ qua dòng kệ nha. Bây giờ đọc lại một lần dòng kinh, rồi chúng ta sẽ qua dòng kệ. Cà dê nó sằng vũ ta thì ra ấp thù và cha giá sằng vũ ta mà nó xà sằng vũ ta thì ra tề về xúc phá rít sằng vũ ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp theo bảo vệ. Một câu tám từ chúng ta chia ra làm hai để có được một cái âm điệu. Cayê na sang vô ta thi ra a thô wa cha ya sang vô ta ma na sa sang vô ta thi ra te we su pa ri sang vô ta. Cayê na sang vô ta thi ra a thô wa cha ya sang vô ta manasa sang vu ta thi ra te we su pa ri sang vu ta ca ye na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we su pa ri sang vu ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp theo bảo vệ. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Và nhiều khi quý vị thấy rằng cái giọng kinh khó, quý vị chọn cái giọng kệ.
cho nên cái giọng kệ thì tương đối dễ đọc hơn. Mà nó gọi là kệ thì không có ai chê trách, không có ai phê bình. Chính vì vậy cho nên quý vị cứ vô tư ha, đọc sao cũng được, miễn sao có tinh thần ea và mình an trú được trong cái ý nghĩa của câu Phật ngôn này. Không ai dám chê, không có ai dám coi thường những lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta đọc, tức là chúng ta an trú trong câu Phật ngôn này. Dù hay dù dở không quan trọng, bởi vì cá tính của mỗi người, nên là người thì giọng cao, người giọng thấp, người giọng trung bình. Thì bây giờ đọc sao cũng được hết, miễn sao có tinh thần. Thôi bây giờ trước tiên mời Sĩ Kim. Lâu quá không nghe Sĩ Kim kể nè. Bữa nay Sĩ Kim nói là dẫu một người cũng phải học. Thì bây giờ mời Sĩ Kim lên kể trước nha. Alo, Sĩ Kim mà kể bảo đảm rằng đạo tràng của chúng ta sẽ tặng hoa rất là nhiều. Xin mời Sĩ Kim nè. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trời ơi, con đâu có kể, thôi con cục ngủng, con giọng gào 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 gào, kể sao được. Nhưng mà sư kêu con cũng lên, miễn có đọc là được rồi sư ha. Kha ye na sang vú ta thi ra át hồ hoa cha ya sang vú ta ma na sa sang vú ta thi ra tê quê xuất phá đi sang vú ta. Trời đấy kìa. Kha về ná sang vú ta. Nghe sư đọc hay quá. Nghe cái kể. Nghe sư kể hay quá. Mà sao kể không được. Thôi đọc nó thôi. Con không kể đâu sư. Mỗi lần con kể con không biết làm sao. Nó con cứ cắt cái này cắt kia. Con xin sám hối với sư. Con đọc thôi. Con đọc kinh thôi. Kha về ná sang vú ta. Thì ra át hồ hoa cha giá sang vú ta. Manasa sang vú ta. Thì ra tê quê xuất phá đi sang vú ta. Khà về na sằng vú ta thì ra át hồ. Khà về na sằng vú ta thì ra át hồ. Hòa cha giác sằng vú ta. Ma na sa sằng vú ta thì ra tề huệ xuất phát đi sằng vú ta. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn đời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin trả máy lợi nhường cho người khác à. Alo. Bây giờ quý vị không kể thì đọc giọng kinh có gì đâu, miễn sao có tinh thần tham gia được thật rồi. Bởi vì cái sở trường của mỗi vị, cái năng khiếu của mỗi vị, quý vị thích thích thì chiều. Tức là ví dụ không có khiếu về giọng kệ thì bây giờ lên đọc giọng kinh, mà giọng kinh bây giờ là đọc hay hơn hồi nãy nữa. Quý vị thấy Sĩ Kim bây giờ đọc cái dòng kinh nghe hay hồi nãy nữa, bởi vì có sự chú tâm. Rồi ở trong room này nếu mà nói về dòng kệ phải nói về Sĩ Tâm Pháp. Quý vị biết Sĩ Tâm Pháp là một người mà đã từng kể cái bài Thỉnh Pháp Sư rất là nổi tiếng theo cái giọng của Sĩ Mahapaduma. Thì bây giờ Sĩ Tâm Pháp ở Đức cũng là khoảng 2-3 giờ sáng ha, 2-3 giờ sáng mới nói rồi vẫn còn thức. Như vậy thì mời Sĩ Tâm Pháp trước khi đi ngủ mình phải an trú vào pháp ha, tức là phải nhớ những lời Phật dạy thế nào để rồi cái giấc ngủ của mình mới ngon ha. Rồi Sĩ Tâm Pháp có chút máy không, giọng kinh sao, giọng kệ sao, câu Phật ngôn 234, mời Sĩ Tâm Pháp. Xin pháp đến với đạo tràng ngồi im ru. Hồi nãy nói là không tham gia ở Bồ Đề đạo tràng thì bây giờ ở bên đó là 2-3 giờ sáng rồi đó. Quý vị thấy thức khuya vậy đó,
nhưng mà cũng ráng mà vô room, nhưng mà thức khuya mà vô room mà không mời lên là nói rằng chúng tôi khi dễ ha. Rồi mời sư Tâm Pháp cầm micro. Alo, để nick này rồi, ngủ mất tiêu rồi bà con ơi. Không thấy nhúc nhích gì hết. Hồi nãy có để Đức Pháp Trang thì thấy còn vui vui một chút, có tham gia. Để Đức Pháp Trang đi rồi cái ngủ buồn quá rồi. Buồn nào rồi cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đứa nào hết á. Buồn ngủ là rồi xong ngay rồi. Rồi, đâu còn thức nữa đâu. Rồi bây giờ mời vị khác, sư cô Biển, sư cô Biển. Rồi sao mà giận hờn gì để sư phụ bỏ chạy mất tiêu rồi kìa, hả? Sư cô Biển ơi là Quân Minh Tấn, hai người kêu phải xuất hiện thôi. Sư cô Biển mà không lên thì Quân Minh Tấn lên ha. Còn có gì đâu. Cô tu nữ Phúc Hạnh ngồi gần bên đó, có hai cái cuốc kìa, lấy cái cán cuốc thọt thọt thì chắc chắn là Sĩ Phú Biển hay là Huynh Minh Tấn là phải lên thôi. Làm sao giọng kinh không được thì đọc giọng kệ. Giọng kệ thì dễ hơn mà, giọng kệ dễ đọc hơn giọng kinh. Vậy mà ta như vậy trốn hết rồi. Rồi Sister Man bây giờ lên kệ thử nghe bà con nghe, hồi nãy đọc giọng kinh hay quá mà. Sister Man hồi nãy thì đọc giọng kinh hay quá, bây giờ đọc giọng kệ thử coi bà con có bỏ của chạy lên người không. Alo, không được luôn hả? Rồi cái này xui xẻo, cái này cũng do Sister Kim nghe. Sister Kim nó một người cũng học cho nên thầy Sĩ Kim đa số là đại diện hơn ha, đại diện cho cái room này nhiều hơn. Bây giờ không ai đặt tôi học có gì đâu, bởi vì còn có 20 phút nữa hết thời gian rồi. Thì câu Phật ngôn này là câu Phật ngôn cuối cùng. Tại sao đọc cái đoạn này là ha, cà về nó sần vú ta thì ra á thù và cha giá sần vú ta mắt nó xa sần vú ta thì ra tề về su-pa-ri sần vú ta. Có ý kiến với Sít Kim là thế này ha, khi chúng ta đọc á, đọc liền lạc chứ không phải là đọc mắt nó xa cứ nghĩ ha. Mà mắt nó xa sần vú ta thì ra tề về su-pa-ri sần vú ta, nếu mà đọc thì đọc liền một lần hai câu ha, chứ không phải đọc một chữ rồi chúng ta thở rồi khi đó đọc tiếp. Mà nếu mà nghĩ thở thì chúng ta nghĩ thở tại cái chữ chữ cuối cùng của câu số 2, xong buốt ta rồi thở cho đã đi, rồi khi đó manasa sang buốt ta thì ra tề về suparit sang buốt ta. Có nghĩa là một lần thì chúng ta dùng hơi sức của mình để đọc luôn cả hai câu. Chứ đừng bao giờ nghĩ lại một cái từ nào thấy cái từ đó hay quá dừng lại dùng cho kỹ rồi mới qua mấy từ khác không nè. Rồi bây giờ coi như đọc lại ha, cũng giống như là ôn lại cho quý vị ha. Cà dê nó sân vũ ta thì ra ác thù và trà giá sân vũ ta. Mà nó xà sân vũ ta thì ra tề về su-pa-ri sân vũ ta. Cố gắng, bởi vì chúng tôi biết rằng một hơi quý vị đọc được hàng câu. Chắc chắn vậy. Bởi vì có những lúc mà chúng tôi thấy quý vị muốn đứt bóng, đứt hơi luôn, là quý vị cố gắng đọc một lần coi như 4 câu nguyên một bài, cho nên thấy hơi hám của quý vị yếu quá không nên bất chợt. Bây giờ đọc lại ha. Về nó sân vũ ta thì ra ấp thù và cha giấc sân vũ ta manasa sân vũ ta thì ra tề về su-pa-ri sân vũ ta.
Cha về nó sằng vũ ta thì ra ác thù và cha giác sằng vũ ta bánh lá xà sằng vũ ta thì ra tề về xuất phát đi sằng vũ ta. Bậc ký bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp theo khéo bảo vệ. Thì ở đây cái từ đầu tiên ca dê nó sân vũ ta thi ra à, cái chữ thi ra là bậc thiền trí, bậc trí tuệ ha. Ở đây ám chỉ những cái vị mà không phạm vào cái giới sắc sanh, không phạm vào cái giới trộm cắp, không phạm vào cái giới tà dâm hay là tà hạnh trong các dục. Còn còn để làm cái cậu này thì giới được cách làm bác này xui xẻo à, tại để chiếc kim nó sao không nghe tiếng chó tiếng gà sủa, hôm nay vô nó quậy luôn như sủa vậy nè. À, đây là vậy đó. À, trở lại vấn đề ha, bậc hiền trí tức là thi ra những cái vị này gọi là hiền trí, có nghĩa là có trí tuệ tạo những thiện nghiệp nhiều. Mà thiện nghiệp do thân thì gồm có gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh trong các dục. Thì ở đây gọi là những cái vị đó đã điều phục về cái thân của mình tốt đẹp ha. Rồi khi mà điều phục bảo vệ cái thân mình trong ba cửa tức là sát sanh, trộm cướp, tà dâm à, không vi phạm ha. Thì bây giờ qua cái nghiệp khẩu, nghiệp khẩu thì có vọng ngữ nè, lưỡng thiệt nè, thô ngữ nè, hí ngữ, tức là nói dối, nói lời đâm tọc, nói lời vô ích, nói lời hung ác. Thì khi mà chúng ta không nói những cái lời gây nên là chưa hành như vậy thì chúng ta đã điều phục được cái khẩu của mình, không có vi phạm ác nghiệp à, tức là à, kính lễ sĩ Nguyên Thông vừa đến với Pháp Hội. Tức là trong cái nghiệp thân chúng ta đã bảo vệ được ba, trong cái nghiệp khẩu về lời nói của chúng ta cũng bảo vệ được bốn, tức là chúng ta đã điều phục được khẩu nghiệp. Rồi khi mà thân khẩu chúng ta đã bảo vệ được hai cái nghiệp đó rồi, cái nghiệp thứ ba của chúng ta tức là tâm hay là ý, manasa. Manasa đây tức là chúng ta không tham lam, không sân hận, không tà kiến à, không tham lam, không sân hận, không tà kiến, đó là nói về ý nghiệp. Mà ý nghiệp của chúng ta khi mà đã không tham lam, không sân hận, không tà kiến à, thì chúng ta có được một cái chánh kiến để thấy rõ được những cái lỗi lầm à, mà chúng ta nên tránh, và những cái điều tốt đẹp để chúng ta duy trì và phát triển, đó là chánh kiến, tức là thấy đúng sự thật. Thì như vậy chúng ta để điều phục được cái tâm ý của mình. Thì như vậy các bậc ký thi ra ở đây là những bậc đã khéo tự điều phục, khéo tự gìn giữ, khéo tự thu thúc, và đã đóng chặt cái lục căn à, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý của mình à, đối với lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, để không cho lục căn và lục cần à, tiếp cận trong các ác bất thiện pháp. Thì như vậy à, chúng ta có được một cái sự thu thúc gọi là ba nghiệp khéo bảo vệ. Thì đại ý câu Phật ngôn 234 à, chúng ta tu về thân, chúng ta tu về khẩu, chúng ta tu về ý, để rồi bây giờ cả ba cái câu Phật ngôn kia nó cô đọng, nó quy tụ trong câu Phật ngôn 234, tức là bảo vệ thân, bảo vệ lời nói, bảo vệ luôn cả tâm từ,
và ba cái nghiệp thân thủ ý này không có rời ra, không có rời ra, mà coi như luôn luôn nó hòa quyện với nhau, để rồi chúng ta phải thu thúc, chúng ta phải tự chế, chúng ta phải tự kiểm soát, không cho nó là theo những cái ác bất thiện pháp. Thì được như vậy thì chúng ta sẽ thành công. Duyên sự của bà con này nói lên sáu vị sư ở trong chùa, nhưng mà lập phe đảng với nhau, chơi chung với nhau, để rồi người ta gọi là lục sư, bởi vì thân thiết với nhau, ăn uống ngủ nghỉ hoặc là cái gì cũng chung đụng với nhau, sáu vị sư này, cho nên gọi là cái nhóm lục sư. Mà sáu vị sư này trong sự tu tập thì tỏ ra ương ngạnh, tỏ ra coi như là coi như không có tuân thủ theo giới luật, mà tự tung tự tác. Tự tung tự tác của quý vị này có nghĩa là phá hoại cái sự thanh tịnh của tăng già chính trong chùa Đức Phật đang ở ha. Mà sáu vị sư này đi kiếm những cái khúc gỗ về đẽo ra làm những đồ gốm, rồi kiếm những cái cây suông suông á, chút bót làm những cái cây gậy để mà chống đi. Có gốm rồi, có cây gậy rồi, mỗi vị mang đồ gốm vào, cầm cây gậy đi, trong khi mà đi kinh hành thì đi chung với nhau, lột cột lột cột lột cột như vậy, cua vang tiếng động, trong khi những nhà sư khác với cái hành đầu đà hoặc là hành sa môn pháp thì đầu trần chân đất ha, im lặng như vậy tìm nơi thanh vắng. Nhưng mà ngược lại mấy vị này ở trong chùa ấy vậy, mang gốc chống gậy đi lột cột lột cột, đi kinh hành, tâm tư của mình hướng về đề mục, đó là một việc làm của tâm, nhưng mà đây qua hành động của mình, với cái tâm này mang đôi gốc gỗ, cái tay này cầm cái gậy khua vang lột cọt như vậy, thì phá đi cái sự thanh tịnh nơi chốn thiền môn. Và khi nghe những cái tiếng động như vậy thì Đức Phật mới hỏi Ngài Ananda, cái gì vậy, hôm nay sao cái gì đã luôn vậy? Ngài Ananda nói có sáu vị sư đó mang guốc cầm gậy đi đi đứng cua vang như vậy. Thì Đức Phật mới vỡ trật, sáu sư mang guốc gậy cầm tay đạp đá kinh hành khiến Phật hay, Phật dạy dạy chúng tăng già gìn thân khẩu ý, Ngài ban việc cấm truyền thầy lời. Tức là cái chuyện vô ích, cái chuyện mà không đem lại lợi ích mà chỉ làm một cái chuyện ồn ào vô bổ, cho nên là Đức Phật cấm. Nếu mà mang gốc, nếu mà cầm gậy, nếu mà phá sự yên tĩnh trong khi mà người ta cần sự yên tĩnh thì các vị này phạm vào các ác. Nhưng mà đối với thế gian này luật nhà Phật còn hơi nhẹ tay một chút. Đối thế gian này mà thấy cái chuyện mà không vừa lòng nghịch ý thì chắc chắn là bị tắc tai rồi, giống như bị tắc ác như trong nhà Phật ha. Tội tắc ác thì sám hối hết. Thì duyên sự của Phật ngôn này 234. Còn lại 8 phút nữa cung thỉnh Đại Đức Nguyên Thông ha. Coi như góp ý để đạo tràng được hiểu rõ hơn. Câu Phật ngôn 234 thỉnh Đại Đức Nguyên Thông ạ. Rồi bàn tay Đại Đức đâu? Alo, ý kiến của Đại Đức nghĩ sao? Dạ thưa sư phụ, con mới vào thì ta cũng không hiểu rõ gì, để con đọc cái bài 234. Ca ye na sang vuta thi ra atho va cha cha sam vuta manasa sang vuta thi ra
Tệ về sức Parivam Phú Ta, bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Kính thưa Sư Phụ, Đức Phật Thích Ca giảng dạy cái bài kinh này là cốt lõi của giáo pháp của Ngài, là bởi vì chúng sanh, tất cả chúng sanh vì do không có học được giáo pháp của Đức Phật cho nên không thấy cái chân lý tuyệt đối. Cái chân lý tuyệt đối đó là nhân quả, mà nó hiện ra tướng là khổ tập diệt đạo và cái khổ tập diệt đạo này nó nằm ở trong cái thân con người của chúng ta. Con người chúng ta có ba phần là thân, khẩu, ý. Và chúng ta hạnh phúc cũng là thân, khẩu, ý, mà đau khổ cũng thân, khẩu, ý. Và vì lý do sợ cái đau khổ bởi cái thân, khẩu, ý, không thấy chân lý và làm những cái việc tác ác mà không tự biết. Vì vậy cho Đức Phật giảng dạy rằng người trí là một vị tướng giữ thành. Một trong thành nó có sáu cái cửa. Sáu cửa đó là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta. Và cái người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật thì phải tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài và giữ cái thân khẩu ý của chúng ta. Mà muốn giữ thân khẩu ý của chúng ta thì người hành giả đó phải có chánh niệm tỉnh giác. Một cái phương pháp để có chánh niệm tỉnh giác là tu tập thiền, đó là samatha, tức là kiềm giữ cái tâm. Con người hành giả đó, Đức Phật giảng dạy là ngồi thẳng lưng để cái niệm trước mặt, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, và làm như vậy trong vòng 3 tới 5 tháng, 6 tháng thì người hành giả đó có thể kiềm chế cái tâm của mình. Thì ngồi thiền, chiều tối ngồi thiền thành ra một cái thói quen mà chúng ta thường cận y duyên. Mà khi mà thường cận y duyên như vậy thì nó trở thành cái thói chúng ta. Mà người có thói quen, có cái chánh niệm tỉnh giác thì mình có thể kiểm soát được lời nói, hành động, tức là thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta. Mà khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta được chúng ta kiểm soát là không nói cái lời vô ích, phù phiếm và sân si, thì có thể là chúng ta được bảo vệ luôn cái thân, bảo vệ luôn tâm và bảo vệ luôn cả cái ý của chúng ta. Kính thưa Sư Phụ, một Phật tử hay là một vị tỳ kheo thì cũng như nhau, hãy khi mà phạm giới, phạm lỗi thì cái nhân quả nó không có nhìn mặt, là mình là mình nó không có nhìn mặt mình là tỳ kheo hay là sa di hay là Phật tử, mà hãy phạm giới, tức là đến một cái ngày nào đẹp trời thì tất cả cái nhân duyên đủ thì nó sẽ trả quả. Mà trong cái nghiệp báo đó thì có là sanh nghiệp hay là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là có những rút súng ra lên đạn chỉ vào đầu mình bóp cò là chết liền tại chỗ. Còn cái sanh báo nghiệp là một cái hành động, mà trong cái động lực cái thứ nhất đó, động lực thứ bảy đó, thì mình làm thì sanh báo nghiệp thì nó sẽ trở lại cho mình. Còn cái động lực thứ hai đến thứ sáu đó thì nó gọi là hậu báo nghiệp. Thì vì vậy cho nên nếu mà chúng ta là người tu hành mà học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và để ý như vậy thì phải bảo vệ thân, bảo vệ tâm, bảo vệ ý bằng những cái điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy. Thành ra cho nên Đức Phật giảng dạy rằng nếu mà không có cái việc gì thì mình có thể là tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Mà đàm luận pháp không có nghĩa là tranh cãi, dùng binh khí miệng lưỡi mà tranh cãi với nhau sanh ra bất hòa. Kính thưa Sư Phụ, con chỉ
mới vào được nghe sư phụ giảng dạy và góp ý một chút ý. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để dạy dỗ con những điều con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông đã triển khai câu Phật ngôn này rất là có ý nghĩa. Chúng ta tu tập do thân khẩu và ý, và chính chúng ta thu hút trong thân khẩu và ý này mà chúng ta mới có được sự tiến hóa, mới có được cái sự an vui. Sa thủ sư Nguyên Thông. Huynh Minh Tâm hôm nay đi học trễ ha. Huynh Minh Tâm đọc lên câu Phật ngôn này rồi có ý kiến để rồi kết thúc luôn ha. Mời Huynh Minh Tâm. Alo. Huynh Minh Tâm đọc lên câu Phật ngôn này có ý kiến và kết thúc buổi sinh hoạt luôn nha. Xin mời. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Trí Đức và sư Nguyên Thông. Dạ, quý sao cái nít Nguyên Thông nay thành Sa Di rồi. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú 234, cái số này số tăng, số cũng đẹp. Ca dê na sam vu ta thi ra a tho wa cha ya sam vu ta. Manasa sang vu ta thi ra te we subari sang vu ta ca ye na sam na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta manasa sang vu ta thi ra te we subari sang vu ta ca về na sang vu ta thi ra a tho wa cha ya sang vu ta mana sa sang vu ta thi ra te we subari sang vu ta bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư. Ba nghiệp khéo bảo vệ. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cũng hết giờ rồi, con xin chia sẻ chút xíu như lời của sư Trí Đức chỉ dạy. Dạ, thì thân khẩu ý là ba cái chúng ta phải luôn luôn có sự phòng hộ quý vị. Cái điều này thì đi đâu chúng ta nên có cái sự ghi nhận, sự biết. Vì có ghi nhận thì chúng ta mới phòng thủ được. Còn chúng ta nói mà mình không biết mình nói gì, hành động mình không biết hành động gì, thì như vậy thì nó rất rất là khó để mà chúng ta phòng hộ, bởi vì mình không biết mà. Cho nên một cái người mà người ta nói, ví dụ một người mà sai xỉn á, vì cái người này họ không thể phòng hộ khẩu và thân của họ được. Vì chúng ta thấy một điều rằng là khi mà mình người sai xỉn á, thì người này họ nói mà họ không biết họ nói gì. Cho nên nhiều khi người ta nói ôi thằng đó nó mượn rượu, nó nói, tức là rượu nói. Thằng đấy là gì ta? Thì người đời ta cũng nói rằng là cái này là rượu nói chứ không phải người đó nói. Thì như vậy thì cái lời nói này là của rượu, nghe không? Rồi việc làm nó cũng vậy, việc làm cũng vậy. Thành thử là chúng ta, đây là một cái vấn đề thí dụ cho nó vui thôi, nhưng mà ý muốn nói rằng là mình phải có sự ghi nhận. Nếu chúng ta không có sự ghi nhận thì chúng ta làm theo quán tính, mà làm quán tính thì nó không có cái sự biết ở trong đó, mà không có sự biết thì cũng giống như người sai xỉn mà thôi. Nó cũng giống như cái người sai xỉn mà thôi, chẳng qua là nó nhìn thì nó còn tỉnh á, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng gần gần giống nhau, bởi vì đều không có sự ghi nhận. Tức là mình nói mình chẳng biết mình nói gì, cho nên mình ta mới có câu rằng tôi lỡ lời. Mình nói là tôi lỡ lời, tức là cái lúc mình nói đó
Mình muốn nói rằng là tôi nói thôi, tôi không có ghi nhận, tôi chẳng biết là tôi nói cái gì, cho nên là tôi lỡ lời. Do vậy thì chúng ta trong cuộc sống hãy cố gắng phòng hộ, nhất là cái lời nói, nhất là cái lời nói rất là quan trọng. Thì trước khi Minh Tâm lao xuống, cả với quý vị nghe một cái câu chuyện nó mới đọc báo đây thôi, có liên quan tới lời nói, lời nói. Thì cái bà đó đó, bà đi ăn, người ta tính tiền bà lộn 13 đồng 11 sen thôi, tức là có 13 đô la thôi. Bà gọi thì cái người quản lý nói là bà quay lại đây đi, tôi trả tiền lại cho bà. Thì khi quay lại lấy 13 đồng đó đó, thì do lời qua tiếng lợi sao đó, tức là ở đây Minh Tâm nói là lời nói thôi, nói qua nói lại sao đó không biết nha. Thì lúc mà bà đi ra khỏi cái nhà hàng đó đó, thì có một cái người khác, một thanh niên khác chạy theo, mới dỡ bả hổng lên mặt đất, giục bả xuống dưới đường. Thì bả bị gãy 9 cái xương sườn, nhưng mà tổng cộng đó là 16 cái chỗ gãy rồi, vì bà là 55 tuổi rồi. Thì bị cái người thanh niên này, thì người thanh niên nói rằng bà là coi như dùng những cái từ gọi là kỳ thị, những cái từ xúc phạm vân vân. Thì ở đây trắng đen thì mình không biết, mình Tâm không có đúng hay sai, mà chỉ muốn nói rằng quý vị thấy rằng chỉ lời nói thôi, tức là đấu khẩu nha đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng thì một bên thì gãy 16 cái xương, rồi một bên thì đang chờ phải ra tòa, và có thể dẫn đến tù tội, bởi vì người ta gãy tới 16 cái xương là. Thì đây ý mình Tâm nói, vì thấy rằng cái câu Phật cứu đó, pháp cứu Đức Phật dạy chúng ta rất là hay. Hãy ráng cẩn trọng trong lời nói quý vị, đừng nghĩ rằng chúng ta nói nó không có ảnh hưởng gì. Xin thưa, có nhiều khi gãy 16 cái xương đúng quý vị, chỉ vì cái nói thôi. Thì đây là quý vị đây rồi. Cái thứ hai quý vị thấy là cái anh kia đó, anh không phòng hộ được cái thân của anh, cho nên anh ra tay quá mạnh, anh dở bài lên, anh giục xuống quý vị thấy không? Thành tự không phòng hộ thân thì bây giờ anh lại phải lâm vào cảnh là có thể là bị tù đày. Thì đây để chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta nó không có dư đâu quý vị. Hãy phòng hộ khẩu và hãy phòng hộ thân, vì không khéo thì đoạn đường đi địa ngục chúng ta nó ngắn lại. Giống như anh nói, nếu mà anh xét có tội thì anh phải đi tù như thế. Tức là chỉ vì một cái sự nóng giận mà chúng ta không có kiềm chế được, phòng hộ được cái thân của mình đó, thì có thể chúng ta đi địa ngục của ngay ở cái trần gian này. Thì đó là mình Tâm muốn chia sẻ một cái câu chuyện. Nói có sách mới có chứng, chứng tức là người ta nói thật. Không phải mình đang nói chuyện trên trời dưới đất ha. Mà đây là chuyện thật mới gì xảy ra. Thì mình Tâm muốn chia sẻ với đạo tràng để chúng ta ráng phòng hộ cái khẩu và phòng hộ cái thân của mình. Còn cái ý thì nó hơi cao, nó hơi khó. Mình Tâm chia sẻ những cái căn bản một chút. Con xin lỗi đã lố 6 phút của đạo tràng, con xin phép được leo xuống. Sa thú này được quyền thông ha, rồi huynh Minh Tâm ha. Nhưng mà khi mà vừa cầm cái micro lên, huynh Minh Tâm rất là hoan hỷ với câu Phật ngôn này. Nói cái số này, số câu Phật ngôn này 234 là số tiếng chào tâm mọi người. Nhìn cái số không là thấy nói cái số này là số hên ha. Số tiến lên 2, 3, 4. Mà thật sự khi mà chúng ta học câu Phật ngôn này, chúng ta phải tiến lên thôi. Qua sự chia sẻ của Đại Đức Nguyên Thông và Huynh Minh Tông, thì cái điều quan trọng ở đây không phải là thân khẩu, mà chính là cái ý nghiệp. Ý nghiệp của chúng ta không tham, không sân, không tà kiến. Chính chúng ta không tham, không sân, không tà kiến, thì khi đó chúng ta mới thể hiện được cái thân nghiệp của chúng ta, khẩu nghiệp của chúng ta. Thì cái mục đích ở đây, cái điều quan trọng ở đây là cái ý nghiệp. Do cái ý nghiệp này mà thân nghiệp của chúng ta được tốt đẹp, khẩu nghiệp của chúng ta được thanh cao và nhã, khiêm tốn, nghĩa là đi vào lòng người. Như vậy thì nói chung là ba, nhưng mà thật sự chỉ có là một. Thì như vậy qua sự trình bày của sư Nguyên Thông, Huynh Minh Tâm, chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay.
với phước lành chúng ta học hỏi những lời Đức Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên, suy toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chô quá chê nạ sô thị vô hô tụ sa phạt đà. Do lời chân thật này, kinh dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin phép quý vị chúng tôi xin được đóng cửa và chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc.